Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của D Channel. Trong video này thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu lịch sử phát triển của dòng Galaxy Note đến từ Samsung nhá. Và tất nhiên là video này nó sẽ hơi dài nên là mình không lòng vòng nữa, bắt đầu video thôi. Và nếu như bạn nào đang có đam mê với chiếc Galaxy dòng Note, có thể tham khảo ngay em Galaxy Note 8 ở Di Động Việt. Mình đã xem qua và thấy rằng nó có mức giá rất là tốt. Samsung Galaxy Note 1. Tại sự kiện IFA diễn ra ở Berlin năm 2011, Samsung đã gây ấn tượng mạnh cho giới công nghệ với màn ra mắt Galaxy Note, một thiết bị kích thước lên tới 5,3 inch. Điều bất ngờ là đã không có nhiều người đón nhận Galaxy Note như là một sự đột phá. Thậm chí nhiều chuyên gia thời bấy giờ đã chỉ trích rằng thiết bị này là quá lớn và không cần thiết. Thời bấy giờ, Samsung trang bị cho Galaxy Note vi xử lý dual core Exynos tốc độ 1,9 GHz, CPU ARM Cortex A9, GPU Mali 400 và RAM chỉ 1 GB. Bên cạnh các chi tiết như camera chính 8 megapixel, bộ nhớ trong 32GB, pin 2500 mAh, hệ điều hành Android 2.3, Galaxy Note còn mang theo sức mạnh từ bút cảm ứng S Pen, tính năng theo suốt dòng Fabet kể từ thời đó tới nay. Samsung Galaxy Note 2. Khi chiếc Galaxy Note đầu tiên ra mắt, nhiều người cho rằng đấy chỉ là một canh bạc của Samsung nhằm tìm kiếm cơ hội mới trong thị trường. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ khách hàng đã thích dòng sản phẩm Fabet này và do đó thì Samsung đã quyết định ra mắt sản phẩm kế nhiệm vào năm 2012, tiếp tục mở rộng xu hướng điện thoại màn hình lớn. Với chiếc Note 2, Samsung đã một lần nữa đẩy kích thước màn hình điện thoại lên một tầm to mới khi mà Note 2 có màn hình AMOLED 720p lên đến 5,5 inch. Ngoài màn hình thì Note 2 cũng có những nâng cấp như chip xử lý mạnh hơn, RAM dung lượng gấp đôi, dung lượng pin lớn hơn. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất không phải ở thiết kế hay phần cứng mà là chính ở tính năng của bút S Pen. Hãng đã nâng cấp hàng loạt tính năng mới, nổi tiếng nhất chính là Air View, cho phép sử dụng S Pen để xem tin nhắn hình ảnh ở dạng preview. Nhìn chung thì Galaxy Note 2 là sản phẩm kế thừa khá tốt của chiếc Galaxy Note đầu tiên và cũng khá thành công trên thị trường. Samsung Galaxy Note 3. Những chiếc smartphone Android đầu tiên của Samsung có thiết kế không mấy nổi bật trên thị trường và Note 2 cũng chung số phận. Nhưng đến chiếc Note 3, hãng đã quyết định mang đến một nét thiết kế hoàn toàn khác biệt dù vẫn dùng chất liệu nhựa. Điểm nhấn trên thiết kế của Note 3 chính là phong cách giả, từ kiểu dáng giả da cho đến cả những đường chỉ cũng giả nốt. Tuy tất cả chỉ là nhựa nhưng kiểu thiết kế này mang đến một cảm giác như một cuốn sổ, đúng với cái tên của dòng Note là một thiết bị ghi chú thông minh. Ngoài thay đổi trong thiết kế thì Note 3 cũng tăng lực mạnh mẽ so với người tiền nhiệm. Kích thước màn hình được nâng lên đến 5,7 inch và độ phân giải đã là Full HD. Camera được nâng cấp đến 13 megapixel và còn trang bị cổng hồng ngoại Micro USB 3.0. Galaxy Note 3 có thể nói là bước nhảy lớn của dòng Note nhưng chỉ là khởi đầu những thay đổi mạnh mẽ sau này. Samsung Galaxy Note 4. Với Note 3, Samsung có cho thấy họ đang dần quan tâm đến việc thay đổi thiết kế của sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của người dùng. Năm 2014 thì Galaxy Note 4 ra đời với nhiều thay đổi ấn tượng về cả ngoại hình và tính năng. Trên Note 4 thì cuối cùng Samsung cũng đã chịu sử dụng khung viền kim loại thay vì việc là sử dụng khung viền nhựa giả kim loại như các thiết bị trước. Vào thời điểm bấy giờ có thể nói rằng thiết kế của Galaxy Note 4 đang là đẹp nhất trên thị trường. Trong khi đa phần smartphone trên thị trường có màn hình 1080p thì Note 4 là một trong những siêu phẩm hiếm hoi trang bị màn hình Quad HD. Thêm vào đó thì máy còn được trang bị cảm biến vân tay tích hợp vào nút Home, cấu hình thì không có gì phải chê vào thời điểm đó. Đến nay nhiều người vẫn cho rằng Note 4 là một sản phẩm tốt trong dòng Note. Samsung Galaxy Note S. Samsung đã làm mọi người bất ngờ khi ra mắt chiếc Galaxy Note S với màn hình cong một bên, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho hãng thiết bị Hàn Quốc này. Cạnh cong của Galaxy Note S không có nhiều chức năng và cũng được làm khá thô chứ không đẹp như các máy hiện bây giờ. Nhưng mà nó cho thấy một sự nỗ lực của Samsung trong việc phát triển và sản xuất công nghệ màn hình để mang tới giá trị mới cho người dùng. Đương nhiên là Note S cũng được trang bị bút S Pen, cấu hình của nó thì giống hệt như trên Note 4. Samsung Galaxy Note 5. Với Note 4, Samsung đã chứng minh họ có thể áp dụng vật liệu kim loại lên sản phẩm của mình một cách hài hòa, nhưng chiếc Note 5 đã đẩy thiết kế của dòng Note lên một tầm cao mới, sang trọng và cao cấp hơn rất nhiều. Galaxy Note 5 hoàn thiện bằng chất liệu kính và kim loại cũng là loại chất liệu tạo nên thành công của bộ đôi Galaxy S6, S6S ra mắt trước đó. Galaxy Note 5 là một trong những chiếc smartphone siêu đẹp, nhưng không chỉ vậy, nó còn mang trong mình nhiều cải tiến quan trọng, ví dụ như cảm biến vân tay dạng chạm thay vì quét như Note 4, bút S Pen có thêm hiệu âm thanh khi bấm bút như thật. Cũng như các đời Note trước thì Samsung trang bị cho Note 5 cấu hình mạnh mẽ nhất lúc đó, máy còn được trang bị những tính năng như là sạc nhanh, sạc không dây. Tuy vậy thì việc bỏ đi khe cắm thẻ Micro SD và pin rời đã bị khá nhiều người chê trách. Samsung Galaxy Note 7. Hết Note 5, Samsung quyết định nhảy thẳng lên Note 7 để thống nhất chiếc smartphone dòng S của mình. Note 7 thật sự là một chiếc điện thoại ấn tượng với viền màn hình cong cả hai bên lần đầu tiên xuất hiện trên dòng Note với độ nghiêng ít hơn so với dòng S nhằm tăng diện tích màn hình để bạn có thể cầm bút dễ hơn. Note 7 được kỳ vọng sẽ giúp Samsung nổi dậy một cách mạnh mẽ để đối đầu với đối thủ của mình là iPhone 7 Plus. Nhưng thật không may, do lỗi pin mà Note 7 đã gặp phải sự cố cháy nổ và Samsung phải thu hồi hàng loạt. Note 7 cũng bị dừng kinh doanh gây thiệt hại lớn cho công ty. Tuy nhiên thì sau đó Samsung cũng đã hồi sinh lại Note 7 bằng chiếc Note FE với linh kiện được tái sử dụng, riêng cục pin được thay mới và dung lượng bé hơn. Sau vụ này, Samsung cũng đưa ra một quy trình kiểm tra pin mới áp dụng với tất cả các sản phẩm của công ty nhằm đảm bảo scandal Note 7 không bao giờ tái diễn.
Samsung Galaxy Note 8. Trước thất bại có phần cay đắng của Note 7, Samsung không những không nản chí mà còn đập tan mọi chỉ trích của dư luận chỉ ít tháng sau đó bằng việc là ra mắt dòng sản phẩm Galaxy S8, được cho là ấn tượng nhất trong số các smartphone của Samsung với thiết kế vô cực. Cuối năm 2017 thì hãng tiếp tục trình làng Galaxy Note 8 với nhiều điểm nhấn đáng chú ý, tiêu biểu là cụm camera kép độ phân giải 12 megapixel hỗ trợ chụp xóa phông, tùy chỉnh nhiều mức độ và zoom quang 2x. Chính điều này đã giúp Note 8 xếp đầu bảng về khả năng chụp ảnh trong suốt một thời gian dài. Bút cảm ứng S Pen trên Galaxy Note 8 cũng được nâng cấp để trở nên hữu dụng hơn, có thể cảm nhận được 4.000 mức độ áp lực và có thể dịch thuật trực tiếp đoạn văn bản bằng cách chặn hờ lên văn bản hoặc vẽ lên màn hình để gửi tin nhắn Line Message dưới dạng ảnh GIF. Samsung Galaxy Note 9. Ngày 9 tháng 8 năm 2018, Samsung ra mắt Galaxy Note 9 trong bối cảnh bị cạnh tranh gay gắt bởi các đối thủ trong cùng phân khúc. Chưa kể chỉ ngay trong tháng sau, Apple sẽ ra mắt những thế hệ kế nhiệm cho dòng iPhone X. Galaxy Note 9 là phiên bản sở hữu màn hình lớn nhất của dòng Galaxy Note khi được trang bị màn hình 6,4 inch, lớn hơn màn hình 6,3 inch của Galaxy Note 8 với độ phân giải là Quad HD+. Samsung cũng đã nâng cấp cây bút S Pen trên Galaxy Note 9 giúp cây bút để trở nên hữu ích hơn cho người dùng. Cải tiến đáng giá nhất là hỗ trợ kết nối Bluetooth để biến cây bút S Pen thành điều khiển từ xa cho Samsung Galaxy Note 9. Người dùng có thể sử dụng S Pen để chụp ảnh, điều khiển nội dung khi chỉnh nhấn slide hoặc có thể là điều khiển nhạc đang phát trên Galaxy Note 9. Và vừa rồi là mình đã cùng các bạn điểm qua tất cả chiếc Galaxy dòng Note từ Note 1 cho tới Note 7, Note 8, Note 9 của chúng ta, không thiếu một chiếc Galaxy Note nào cả. Vậy các bạn thích nhất em nào trong số những chiếc điện thoại này? Hãy để ý kiến dưới phần bình luận cho mình cùng biết nhá. Còn cá nhân mình thích nhất là mình thích Note 9 rồi, tại vì mình mua Note 9 mà. Rồi thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong những video lần sau. Nếu thấy hay đừng quên để một like và subscribe cho kênh của bọn mình.